Dạ vâng, em xin kính chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Vâng, và em hôm trước là em có cái mẫu xe Toyota Corolla Altis sản xuất năm 2014 và đăng ký lần đầu 2015, thì chiếc xe đó thì em bán em vừa bán rồi, thì là rất nhiều bác tiếc. Đó, rất nhiều bác tiếc, rất là nhiều bác không quyết đoán. Vâng, em đã bảo rồi, xe của em là rất là đẹp. Các bác đã xác định mà thiện chí mua thì hãy quyết đoán đi, đừng có giá em để rất là tốt rồi, cho nên đừng có ép giá em thêm thì sẽ rất là khó vào việc. Đấy, thì ngày hôm nay em vừa về được một chiếc Toyota Corolla Altis, nhưng mà con này là đời 2018 này các bác này. Đó, đời rất là cao nhé các bác nhé. Đấy, sản xuất năm 2018. Form thì cũng là khác. Vâng, form thì có thay đổi một chút ít, có từ cái la răng đen này, và mặt cản thì có thay đổi một chút, nhìn nó mềm mại và nhìn nó đẹp hơn, tinh tế hơn. Vâng, thì các bác nhà mình ơi, chiếc xe này là 1.8 bản G nhé các bác nhé. Đó, 1.8 bản G. Đấy, một cái màu đen. Màu đen thì rất là nhiều bác được ưa chuộng này, rất là nhiều bác nhà mình thích này. Đấy. Con này là gốc Sài Gòn. Gốc Sài Gòn thì bác nào ở Sài Gòn mua của em thì về sẽ không mất tiền biển này. Đó, thì sẽ không mất 20 triệu tiền biển. Và cũng lợi ích cho bác nào mà ở Hà Nội mà thích thì là cũng không mất 20 triệu tiền biển luôn. Và các bác chỉ bấm biển thôi là chính tên chính chủ các bác rồi. Bấm biển trong ngày thôi là chính tên chính chủ luôn. Đó, không phải mất 20 triệu tiền biển nữa. Vâng. Và đây các bác nhìn này. Thực sự là mẫu Altis bây giờ thì đã được thay đổi, đã được Toyota chiều chuộng người tiêu dùng hơn. Đó là bởi vì cái LED thiết kế. Đấy, LED thiết kế của Toyota bây giờ thực sự là phá cách rồi, không theo khuôn mẫu bảo thủ như ngày xưa nữa rồi, rất là đẹp, rất là đẹp, rất là mềm mại. Đó. Vâng. Đây, các bác nhìn này. Cái mặt ca lăng của em nó này. Không khác gì một chiếc xe mà không khác gì một chiếc xe sang. Đấy, rất là giống với lại Camry ở chiếc xe Toyota Altis này, nó chỉ bé hơn một chút thôi. Đấy. Vâng, đây, các bác nhìn thấy cái mặt ca lăng này. Rất là yêu, rất là yêu. Phải nói là đẹp, Toyota thiết kế bây giờ phải nói là rất là đẹp. Vâng. Thì đây các bác nhìn này. Đó. Đã được chủ nhân ốp hai cái đèn mạ chrome rất là sáng bóng, rất là đẹp, ăn khớp với lại cái mặt ca lăng của em nó, tạo lên một chiếc xe rất là sang trọng và phải nói là đẹp. Vâng, tinh tế đẹp. Đây các bác nhìn này. Đó, sáng bóng luôn, rất là đẹp luôn. Pha thì đã được, con này thì là đã được chủ nhân lên pha xe lông rất là sáng rồi. Đấy, hai cái pha xe lông rất là sáng. Về anh em mình không phải độ lên nữa. Hai pha này là cũng rất là nhiều tiền này. Đấy. Độc cái bóng xe lông này cũng phải mất mấy triệu rồi, gần chục triệu rồi, bốn bóng. Ở dưới đây cũng thế này các bác này. Đó, vâng. Thì đương nhiên rồi, 2018 thì đương nhiên nó là siêu lướt rồi, siêu đẹp rồi các bác ạ. Không có gì phải chê rồi. Đấy, em chỉ quay để cho các bác nhà mình lắm được này. Về sơn nhựa căng đét luôn này. Đó, sơn nhựa căng đét, lét căng luôn. Đấy. Vâng, cái vành đây. Các bác nhìn này. Đó, cái vành đây. Vẫn còn dấu sơn này. Cái kia thì nó bẩn bẩn thôi. Đấy, về thích là đánh đi được các bác ạ. Đây, lốp theo xe liền đời các bác nhé. Lốp theo xe liền đời. Con này chạy mới gần 4 vạn thôi. Gần 4 vạn chuẩn chỉ các bác nhé. Đó, lốp liền đời còn rất là dày. Đấy, vâng đây. Ở phần các bác nhìn này. Đấy, Altis này. Đấy, cái liền mạ, cái viền, được cái viền chrome này rất là sáng bóng và sang trọng này. Nhìn chiếc xe màu đen phải nói là rất là sang. Đó, nhìn rất là sang trọng luôn. Cái tay lắm này thì đã được ốp mạ chrome này. Còn cái này thì rất là chắc chắn luôn nhé các bác nhé. Tay lắm cửa của Altis rất là chắc chắn luôn. Đấy. Vâng đây. Altis thì nó là một chiếc xe quốc dân rồi. Được, nó là rất là lành tính. Nó ở phân khúc chung chung giữa Toyota Vios và Camry. Đó. Đấy, các bác nhìn này, lốp liền đời là 2018 này. Đó, còn rất là dày này. Đấy, còn rất là dày các bác nhé. Chiếc xe lại chạy được
nó có hơn 3 vạn một chút thôi. Đấy, hơn 3 vạn chuẩn chỉ nhé các bác nhé. Đây ạ, cái phần đèn đây. Đấy, ở cái đời 2018 này thì đèn rất là tinh tế luôn. Đấy, mạ chrome này, hai bên ăn khớp với phần đèn sau. Đấy, nhìn rất là sang trọng luôn. Đó. Vâng, đây. Quay cho bác xem này, cái lốp này. 4 lốp liền đời luôn nhé các bác nhé. 4 lốp liền đời 2018 này. Đó. Lốp giày bịch luôn này. Lốp giày bịch luôn. Bên trong còn rất là đẹp, chiếc xe đang bẩn. Em vừa xuống lồng về một cái thì em quay luôn. Đấy. Đây, các bác nhìn từ cái tay lắm cửa đây. Rất là đẹp, rất là đẹp. Xi nhan đây. Xi nhan nét. Đây, cái lốp trên này nữa đây. Cũng 2018 nha các bác này. Đó. Chiếc xe lốp còn liền đời luôn. Rất là đẹp. Vâng, thì sau đây em xin mời các bác tham quan về phần cốp này. Đây. Cốp của em nó đây. Đây ạ. Wow, chiếc xe này đẹp lắm ạ. Đây ạ. Rất là đẹp luôn. Keo chỉ này. Các bác nhỉ. Keo chỉ zin đét luôn này. 2018 mà, con này cuối 2018 các bác nhé. Đó, phần cốp xong này. Đây, từ những cái này này, chủ nhân này chắc là ít dùng cốp rồi, cho nên là những cái đường nét này rất là sáng các bác ạ. Vâng, đây lốp sơ cua đây. Đấy, cái này đã được dán chống ồn hết rồi này các bác này. Đó, chống ồn 3M này. Đấy, về các bác với nhà mình không phải làm gì nữa, chỉ việc đi thôi. Chiếc xe là chủ nhân rất là cẩn thận, độ rất là nhiều đồ chơi. Đấy, dán rất là nhiều luôn. Vâng. Đấy, anh em mình đi về phần cái khoang sau trước này. Đây ạ. Cái cánh cửa sau đây. Đây, keo chỉ này các bác này. Led như soli luôn này. Đó. Đây các bác nhìn này. Mới keng này. 2018 mà. Đó. Vâng, đây. Zin từng con ốc này các bác này. Đấy, riêng những chiếc xe mà em Khương đã quay lên trên kênh thì em bao zin cho các bác từng con ốc luôn. Đó, chỉ những chiếc xe đẹp, những chiếc xe tuyển chọn mới được xuất hiện trên kênh của em thôi. Vâng, đây. Thì ở đời 2018 thì Atip đã được lên một cái mà ghế da, nội thất da bò rất chi là sang trọng và rất chi là sáng. Em thì em rất thích cái nội thất này. Nhìn nó vào xe nó rất là to và nó rất là sang. Đó, cái trần đây còn rất là sáng các bác nhé. Trần còn rất là sáng luôn, ghế không có bẩn hay là nhàu luôn. Đây ạ, từ cái bên cánh cửa đây. Đấy, vâng. Thì chiếc xe này đã được lên một chiếc sàn 6D rồi. Đó, chiếc sàn 6D. Đấy, rất chị nhìn chiếc sàn này nó sẽ là sang hơn. Đó, không. Ghế Atip ngồi đúng là phê thật. Atip bảo sao mà các bác nhà mình yêu thích. Vâng, đây, các bác nhìn này. Đó, từ cái khuy cửa này. Đó, rất là mới đúng không ạ? Đấy, sản xuất năm 2018 này. Mới keng luôn này. Đấy, vâng, đây ghế chỉnh điện hết này. Đấy, ngả ghế rồi bơm ghế này. Đó. Vâng. Đây ạ, các bác nhìn từ cái ghế này. Đó, ghế mới keng luôn này. Đó. Mới ơi là mới luôn đấy. Phải nói chiếc xe này nó là siêu lướt rồi. Đây ạ, từ những cái phím đây. Rất là mới, rất là mới luôn. Đó. Điều hòa auto. Đây, vô lăng củ số đây, các bác nhìn này. Mới keng luôn này, xe mới chạy có hơn 3 vạn mà. Đó, rất là mới luôn. Đấy, sợi ơi. Đấy. Vâng. Đấy, em quay qua để cho các bác lắm được nhé, các bác nhé. Đây, vâng, thì sau đây em xin mời các bác tham quan về cái phần trái tim, linh hồn của xe. Đó là bộ máy. Đấy. Xe nó có đẹp rồi thì là nó có đẹp rồi, nhưng mà quan trọng nhất vẫn phải là bộ máy. Đấy. Trái tim nó có đẹp hay nữa không. Đó, vâng, thì đây xin mời các bác nhìn từ cái phần chi tiết này. Đó, chiếc xe này. Đấy. Nhìn phần đây, cái phần từ cái chân ốc máy đây các bác này. Đây ạ. Đó, từ cái chân máy này. Đấy.
cả bộ đây. Đây em quay cho các bác xem thôi, chứ còn đương nhiên là khi mà mua xe của em thì là có 3 tiêu chí để bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Đó là sẽ có bản cam kết bằng văn bản đóng dấu công ty. Với 3 tiêu chí của bên em đó là chiếc xe không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, máy móc keo chỉ nguyên zin. Đó các bác nhá, đây ạ, chân máy đây, còn nguyên zin này. Đó, đấy cái chân máy đấy bác ạ. Đây em lật lên đây. Đây ạ. Đây, mời các bác xem này. Mới keng luôn này. Đấy. Các bác này, mới chưa? Quá là mới luôn. Đấy, máy này còn chưa rửa đâu nhé. Chiếc xe máy này nó đẹp rồi thì em không cần rửa. Những chiếc xe nào mà nó về nó bụi bẩn thôi thì em mới vệ sinh, em mới rửa đi để cho nó máy nó làm việc được trơn tru, hoạt động nó được tốt hơn. Còn những chiếc xe siêu lướt như thế này thì gần như là về thì em để nguyên thôi, không phải làm gì cả. Đó. Rất là đẹp từ các chi tiết tiểu tiết các bác ạ. Đấy. Zin hết tất cả các cái từng con ốc một. Đó. Vâng. Và các bác nhà mình. Ồ. Và các bác nhà mình, bác nào mà yêu thích Toyota Corolla Altis và đang có ý định mua xe và hoặc là đang có ý định mua một chiếc xe mới nào đó, ví dụ như là Toyota Vios này hoặc là Hyundai Accent này, thì em nghĩ là thực sự là các bác lên suy nghĩ lại và cân đối lại để mua chiếc xe này của em. Tại vì các bác bỏ tiền ra mua một chiếc xe Vios mới đó thì là cũng bằng tiền con này, thì thà là các bác mua một chiếc xe này thì nó là phân khúc C, dài rộng đẹp hơn, và cái quan trọng là xe cũ thật nhưng mà cái giá trị mà người dùng trước để lại nó còn rất là nhiều, thì tội gì mà không sử dụng, đúng không các bác? Các bác hãy là một hãy là những người tiêu dùng thông thái đó. Đấy, khi các bác sử dụng trước đã lỗ cho mình khấu hao rất là nhiều rồi. Đấy, thì bây giờ anh em mình sử dụng một chiếc xe siêu lướt như thế này, đời 2018 thì rất là mới rồi. Đó. Vâng. Thì bác nào mà quan tâm chiếc Altis 2018 này thì hãy alo cho em 0833 11999 để được biết thêm chi tiết các bác nhé. Đó, các bác nào đang xem thì xem hết clip thì hãy cho em xin một nút like và bình luận lên trên kênh để anh em mình được tương tác với nhau nhiều hơn. Đấy, bác nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh của em để tiếp tục theo dõi những mẫu xe ngon, bổ rẻ, chất lượng tiếp theo của em nhé các bác nhé. Xin trân trọng cảm ơn các bác rất là nhiều.